Xin chào các bạn. Hôm nay là một video nữa mình mang đến cho các bạn. Tối muộn rồi, bây giờ là gần 10 giờ rồi các bạn. Ngày 1 tháng 9 thì ngày mai là lễ Quốc khánh 2 tháng 9 rồi. Mình nhân cái video này sẽ mến chúc tất cả các bạn ngày mai có một cái ngày lễ thật là vui ha, vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bên người thân, bên bạn bè của mình. Còn mình á thì ngày mai chắc có lẽ là mình vẫn sẽ đi làm bình thường thôi, chứ mình không có dự định đi đâu hết các bạn. Công việc mà. Hôm nay thì mình là một ngày rất là bận rộn. Bận rộn theo nhiều nghĩa luôn. Đi Phú Lộc báo giá tới 1 giờ mấy. Mình nhìn đồng hồ chiếc Winner á là 1 giờ 10. Mới leo lên xe khởi hành từ Phú Lộc về là Sóc Trăng. Và khi đó mình vẫn chưa ăn uống gì. Uống thì uống đó, nhưng mà chưa ăn gì các bạn. Cho nên là rất là đói bụng. Rồi tính mình á, mình đi đâu cũng vậy, mình rất là mong mau về nhà. Nói chung là nhớ nhà, nó thẳng như thế. Nhớ nhà, chỉ muốn quay về nhà nhanh nhất có thể thôi. Cho nên là chạy hơi nhanh. Mà chạy hơi nhanh á, hôm nay là mình bị bắn tốc độ đó các bạn. Tốc độ. Thì trên đoạn đường từ Phú Lộc về, mình nhớ là mình đã đi qua cầu Nhu Gia rồi, mới bị bắn tốc độ. Thì khi mình đang chạy nè, thì có một đồng chí cảnh sát giao thông á ra quắt mình vào, là mình nghĩ rồi, chắc chắn rồi, không biết là tốc độ bao nhiêu thôi. Tại vì khi mình chạy thì mình không có quan sát cái đồng hồ, ít khi nhìn đồng hồ đó các bạn. Cứ thấy đường thoáng thì mình chạy thôi. Rồi phần đói bụng nữa, cho nên là mình mới chạy nhanh nhanh xíu để về. Cho nên là mình sợ là có thể là tốc độ quá cao á, có thể là có khi là 90, 8 mấy, 90. Nhưng mà đúng là trong cái xuôi còn có cái may, tốc độ chỉ là 76 trên 60 thôi. Thì ngay khi mình dừng xe lại á, thì đồng chí ấy nói là thôi anh tắt máy đi, rồi dẫn xe vào trong lề cho nó an toàn. Thì mình mới chắc chắn rồi, không đơn thuần là kiểm tra giấy tờ đâu. Cái vô thì câu đầu tiên á, là nó nói là anh đã vi phạm tốc độ 76 trên 60. Rồi bây giờ anh trình bày giấy tờ đi, lấy giấy tờ ra để kiểm tra, giấy cà vẹt xe với bằng lái. Mình mang ra kiểm tra. Thì trước khi mình bị á, là có hai anh đó, ảnh chạy phụ chờ, cũng bị y như mình vậy đó. Cho nên là mình đứng lại thời gian cũng đợi khá lâu đó. Đã vừa bụng đói, gấp về, mà bây giờ là bị giao thông dịnh lại nữa, cho nên là sẽ trễ càng thêm trễ, đói càng thêm đói các bạn biết không. Nhưng mà mình á, mình rất bình thường, bình tĩnh và thực sự là rất là nhẹ nhàng luôn. Không có lo lắng và không có bực bội hay là tức tối hay gì hết. Tại vì các bạn biết không, một khi mà mình đã tức tối với chuyện đó thì mình sẽ nén ấy, ở trong lòng mình, trong cái đầu mình. Rồi về nhà mình mang cái sự tức tối đó mình trút xuống gia đình mình là không hay xíu nào. Thôi cứ tự nhiên đi. Thậm chí khi mà cái hai cái anh đó bị bắt xong xuôi rồi đó, ảnh làm việc xong xuôi rồi, ảnh đi á, tới mình vào nè, mình bắt chuyện, mình trò chuyện với mấy anh đó nữa. Đó. Rồi sẵn dịp á, mình mới hỏi luôn. Tại vì khi mình vừa đi vào á, thì cái đồng chí quắt mình vô á, anh ấy lại tiếp tục đi ra ngoài, quắt thêm hai xe nữa. Mình thấy là có hai xe chạy rất nhanh nha. Quắt mà quắt không kịp luôn á, là chạy qua luôn đó các bạn. Thì cái đồng chí đó mới gọi điện đàm á, nói với cái người kia, thôi mày chụp hình lại đi, phạt nguội. À, phạt nguội mình nhớ ra. Thì bây giờ mình mang đến cho các bạn luôn nè. Cho bạn nào chưa biết, thì cách đây khoảng vài ngày có một cuộc gọi điện gọi cho con trai mình đó các bạn. Nó ra nó hỏi mình luôn nè. Nói ba ơi, sao mà có một người á gọi điện vô máy con, nói là vi phạm luật giao thông, phạt nguội. Đó. Thì có không ba? Thì mình mới nói luôn, mặc dù mình chưa chắc chắn nha, nhưng mình biết chắc là lừa đảo. Tại vì thường á, cảnh sát giao thông làm việc á, phạt nguội là người ta gửi giấy tới nhà. Cho nên mình mang nguyên cái câu chuyện đó ra, mình sẵn mình hỏi luôn các bạn. Mình nghe câu phạt nguội đó, mình hỏi luôn. Bắt chuyện mà. Mình hỏi anh ơi, cho em hỏi xíu. Là ví dụ như phạt nguội nè, thường là mấy anh có gọi điện không? Mấy anh nói là không nha, không gọi điện nha. Chúng tôi nếu mà phạt nguội á, là gửi giấy về tới nhà, rồi người nhà mới cầm giấy đó ra công an giao thông á, đóng phạt, chứ không gọi điện nha. Nếu gọi điện là lừa đảo đó anh. Đó, thì mấy đồng chí đó nói chuyện, nói chung là cũng rất là thân thiện. Tại vì mình thân thiện,
mình không hề tỏ thái độ gì hết thì người ta cũng sẽ thân thiện với mình thôi, thậm chí là còn trò chuyện nhiều hơn nữa. Mình mới nói thế này nè, nói tại vì ai biết sao không, về trễ cho nên là đói bụng, rồi gấp về cho nên chạy hơi nhanh. Anh mới hỏi mình á, cái anh lớn tuổi á, có ba người, một người, một đồng chí á, thì lớn tuổi hơn mình, cái đồng chí mà quắt mình vô á thì chắc cũng xem tuổi mình, còn cái đồng chí mà ngồi ghi chép á, ghi lỗi của mình á, ghi phạt á, thì trẻ hơn, chắc khoảng ngoài 30 thôi, hoặc là 30, 31, 32 là cùng. Thì cái đồng chí lớn tuổi á, mới hỏi là anh làm nghề gì? Mình mới nói là mình làm YouTube. Mình nói thiệt ha, làm YouTube. Anh mới hỏi là, ủa anh làm YouTube mà làm về cái gì? Thì mình mới nói là, à em làm bên báo giá xe, nói chung là về xe cộ không mà anh ơi. Thì hôm nay đi Vĩnh Hòa, Phú Lộc á, ở Phú Lộc chạy về nè. Hôm nay xe cộ đông đúc quá cho nên là về hơi trễ. Mà về trễ thì đói bụng cho nên mới vận tốc độ nó hơi cao xíu. Anh mới nói là sáng giờ đi rồi có lên được bài nào chưa? Anh không gọi là video mà anh gọi là bài hay gì đó, chắc có lẽ giống như phóng viên mà ghi bài hay gì đó, chắc có lẽ vậy. Nói chung là cái cuộc nói chuyện qua lại cũng rất là thoải mái, các bạn thấy không? Thì mình đón nhận cái chuyện đó đến thoải mái thì tự nhiên cái câu chuyện nó diễn ra suôn sẻ, nó bình thường thôi. Rồi mình mới xoay qua mình hỏi cái đồng chí nhỏ nhỏ tuổi đó, nói anh ơi thì cái lỗi này là có giam bằng không? Thì đồng chí nói không anh ơi, lỗi này của anh là không có giam bằng, chỉ phạt hành chính thôi. Thì mình mới hỏi luôn là 16 cây này thì phạt cỡ nhiêu? Thì đồng chí đó nói là 900 ngàn. Tự nhiên mất 900 ngàn. Mà mình nghe cái câu đó mình rất bình thường luôn các bạn. Mình không hề tỏ ra là thái độ là trời ơi xui quá, hay là nói chung là buồn bã, hay là bực bội bức bối, rất bình thường luôn. Thì đó chính là cái thông điệp mình muốn mang đến cho các bạn. Cho dù là có xảy ra cái chuyện gì đi nữa thì mình cũng cố gắng mình đón nhận nó một cách thật là nhẹ nhàng ha, thoải mái. Thực ra thì cái thông điệp này á, mình có nói nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là thực tế luôn nè, thực tế luôn, mình đã bị bắn tốc độ và mình đã dùng cái thái độ thật là nhẹ nhàng và bình tĩnh để mình đón nhận nó. Thậm chí nè, bây giờ mình tự an ủi bản thân mình đi, mình đừng nói xui nữa, không có xui đâu các bạn, thật ra không xui đâu. Biết đâu chừng nhờ mấy anh đó mà mình mới còn ngồi đây nói chuyện với các bạn, đúng không? Bây giờ nè, mình gọi là của đi thay người đó các bạn. Thôi kệ đi, nếu mà không có các đồng chí giao thông đó thì trên quốc lộ 1A này, đường xá rộng mở, ai cũng vặn, ai cũng kéo thoải mái như vậy thì còn ra hệ thống gì, đúng không? Và nó sẽ gây mất, nó gây ra mất cái an toàn, mất cái trật tự giao thông ha, và rất là nguy hiểm cho bản thân mình và những người khác nữa. Cho nên là mình lấy đó làm cái chủ đề để mình tự an ủi bản thân, và từ đó mình mới đón nhận nó một cách rất là nhẹ nhàng ha. Thì mình mong các bạn sau này cũng vậy, nhất là những bạn còn trẻ. Cuộc đời của một con người ai cũng sẽ bước qua những cái thăng trầm, có những chuyện có thể nó đến, nó ập tới mà mình không ngờ luôn á. Thì nói chung là nói thì dễ đúng không, mà tới khi mình va chạm với nó thì đúng là khó. Nhưng thôi, cho dù có khó cái nào đi nữa thì mình cứ tự an ủi bản thân mình. Còn rất nhiều người còn khổ sở hơn mình, khó hơn mình. Ví dụ như lúc trước nè, mình ở căn nhà lụp xụp ha, chẳng bằng ai. Nhưng mà mình nhìn xuống đi, có những người người ta còn không có cái nhà ở, người ta còn đi ở thuê, ở trọ cả nhà luôn, rất chật chội. Thì mình như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên mình sẽ rất là trân trọng nó. Mà vì cái lẽ đó mà dù cho bất cứ đâu, đi đâu, về đâu, mình cũng muốn về nhà. Về nhà đó các bạn, về nhà là trên hết ha. Chứ không phải vì bụng đói không đâu. Mình á, mình sợ đói không phải là vì mình đói, mà vì mình sợ cái bao tử mình nó hành mình thôi. Mình bị đau bao tử đó các bạn. Mình đau từ cái lúc mà mình làm hải sản. Làm hải sản thì giờ giấc nó không có đúng giờ đâu. Ăn uống lung tung hết trơn à. Mà thời đó còn trẻ cho nên là ăn uống nói chung là không có biết giữ gìn. Cho nên là nó đau tử. Mặc dù là mình uống thuốc rất là nhiều và nó đã hết. Nhưng mà người đã bị rồi nha, là nó có cái tì rồi. Cho nên là ăn uống mà không có đúng giờ ha. Hoặc là ăn mắm nè, mắm tôm, mắm ruốc,
bún nước lèo nói chung các thứ là liên quan tới mắm là rất là dễ bị. Mà bị rồi nó khó chịu lắm các bạn. Đói nó cũng hành, mạng no vô nó cũng hành. Đó, vì lẽ đó mà mình bị bán tốc độ. Đổ thừa đó các bạn, đổ thừa. Bán tốc độ, nó vui thôi. Thì qua câu chuyện này á, mình chỉ thầm mang đến một chút nào đó cái tâm tư của mình. Và mong mỏi các bạn làm gì thì làm, gia đình của mình vẫn là trên hết. Và mình có nghĩ thoáng như vậy thì mình khi mình về nhà ha, mình không có mang những cái bực bội ở những ở ngoài á, về nhà này mình trút ra là không có được. Thà là mang bực bội ở những nhà đi ra ngoài chút chứ đừng có làm ngược lại ha. Rồi video này mình chỉ nói nhiều thôi, còn ngày mai thì có thể là có những bạn sẽ xem video này vào ngày mai. Và mình cũng xin nói một lần nữa, chúc một lần nữa là chúc các bạn ngày mai có một cái ngày lễ thật là vui ha, vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Xin chào các bạn nha.